Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Thủ Dầu Một đã chính thức khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ 9, nhiệm kỳ 2021-2026 tại chùa Hội An, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vào hôm qua ngày 26 tháng 1. Quang Lâm Chính Minh, các hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng thư ký Hội đồng trị sự, Chánh văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương, hòa thượng Thích Thiện Duyên, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó ban thường trực ban trị sự, kiêm trưởng ban Hoàng pháp Phật giáo tỉnh Thượng tọa Thích Minh Nghĩa, Phó ban trị sự trưởng ban pháp chế Phật giáo tỉnh, Chư Tôn Đức Tăng Ni, Thường trực ban trị sự Phật giáo tỉnh, thành phố Thủ Dầu Một, Chư Tôn Đức Tăng Ni, các huyện thị thành phố, Tăng Ni trụ trì các tự viện trong thành phố, đại diện chính quyền tỉnh, thành phố Thủ Dầu Một, đại diện các ban ngành liên quan trong tỉnh và hàng trăm Phật tử đồng tham dự. Khai mạc đại hội, Đại Đức Thích Thiện Huệ, Ủy viên ban trị sự trưởng ban trị sự Phật giáo thành phố Thủ Dầu Một, bày tỏ, nhân dân Việt Nam vui mừng trước sự thành công của đại hội đảng diễn ra trên toàn quốc tăng ni Phật tử thành phố Thủ Dầu Một cũng rất phấn khởi và hoan hỷ về những thành tựu Phật sự đảm đạt được trong 5 năm qua. Nổi bật nhất là tăng ni Phật tử thành phố đã đoàn kết tích cực tham gia các công tác Phật sự, biết phát huy nội lực của mình, luôn sống trong tinh thần lục hòa cộng trụ, điều hành hoạt động Phật sự có hiệu quả. Theo báo cáo, toàn thành phố Thủ Dầu Một có 157 tăng ni, 35 cơ sở thờ tự, Phật giáo thành phố Thủ Dầu Một, cùng các tự viện đã vận động tỉnh tai tỉnh vật để thực hiện nhiều công tác từ thiện, an sinh xã hội, trong năm năm qua với số tiền trên 35 tỷ đồng. Tại đại hội, Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã trao tặng bằng tuyên dương công đức, đồng thời, Ủy ban Bạch trận Tổ quốc, Ủy ban nhân dân thành phố cũng trao tặng bằng khen đến tập thể Ban trị sự Phật giáo thành phố Thủ Dầu Một cũng như các cá nhân tăng ni thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố đã có những đóng góp tích cực, những hoạt động phật sự xuất sắc trong nhiệm kỳ qua. Ban tổ chức đón nhận nhiều lắng hoa chúc mừng đại hội. Trên tinh thần kỹ cương trách nhiệm đoàn kết phát triển, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Thủ Dầu Một đã suy cử 24 vị vào thành viên ban trị sự vào nhiệm kỳ tới. Đồng thời, đại hội cũng thông qua mục tiêu phương hướng hoạt động Phật sự của ban trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Thủ Dầu Một. Hòa thượng Thích Huệ Thông là ý kiến biểu quyết thông qua danh sách nhân sự gồm 24 thành viên. Đại hội đã suy cử Đại đức Thích Minh Chí đảm nhiệm trưởng ban trị sự Phật giáo thành phố Thủ Dầu Một nhiệm kỳ 9 2021-2026. Tại đại hội, bà Nguyễn Thu Cúc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch của Ban Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, chúc mừng và ghi nhận sự đóng góp an sinh xã hội của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Thủ Dầu Một và tăng ni Phật tử toàn thành phố trong thời gian qua. Hy vọng nhiệm kỳ mới, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố luôn đồng hành và thực hiện chủ trương chính sách pháp luật nhà nước. Ban đạo từ Hòa thượng thích huệ thông bày tỏ niềm quan hỷ trước những thành tựu tốt đẹp và các kết quả đạt được trong các hoạt động phật sự của ban trị sự phật giáo thành phố thủ dầu một nhiệm kỳ qua. Hòa thượng hy vọng rằng chư tôn đức tân ban trị sự là những đăng ni trẻ giữa đầy nhiệt huyết được kế thừa những thành quả của thế hệ đi trước để tiếp tục phát triển Phật giáo tại địa phương, điều hành Phật sự, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà giáo hội giao phó.